những cảnh kinh điển mà mọt phim Hồng Kông nào cũng biết, Khâu Thục Trinh quyến rũ. Châu Tinh Trì tạo dáng ố dề vẫn khiến người ta nhớ mãi. Thí dụ như là như vậy nè. Giống như còn ngỗng có phải không? Làm đi. Quá chuẩn luôn. Trong thời hoàng kim của mình, màn ảnh Hồng Kông cùng dàn diễn viên đình đám đã chinh phục khán giả nhờ những cảnh phim xuất thần. Bằng tài năng diễn xuất, lối nhập vai tự nhiên cùng loạt biểu cảm đặc sắc, họ đã ghi tên mình vào hàng kinh điển, chẳng ai có thể bắt chước được. Nếu Chu Ân là cái nháy mắt làm trái tim hàng triệu chàng trai đập lỗi nhịp, thì Châu Tinh Trì gây cười khi dạy Trương Bá Chi tạo dáng để hành nghề. Ngoài hai phân đoạn này, màn ảnh xứ cảng còn có không ít cảnh phim đỉnh của chóp. Nhắc đến khoảnh khắc kinh điển trong những bộ phim Hồng Kông thì không thể bỏ qua cảnh nháy mắt của Chu Ân trong Đại thoại Tây Du. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến bao người cam tâm tình nguyện lên núi đao, xuống biển lửa vì nàng, trong đó có cả vua hài Châu Tinh Trì. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Dù sự nghiệp phim ảnh của Trần Pháp Dung khá mờ nhạt vì sa đà vào việc làm bé ba, nhưng cô vẫn kịp ghi dấu trong lòng người hâm mộ.